Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên. Ở video lần này, Nguyên sẽ giới thiệu món bánh mì chả cá với cách làm hết sức nhanh gọn. Nàng Tuyết đã quay trở lại từ ngày 24 tháng 3 đúng như ông chủ vườn bán cây bán hoa cảnh báo nè. Cái cây mận này đơm hoa rồi nhưng mà nàng Tuyết ập tới thất thường như thế này thì chắc năm nay mất mùa rồi. Năm ngoái tháng 3 là không có tuyết nữa. Năm nay thời tiết công nhận rất là thất thường luôn á. Tuyết rơi dưới nhiệt độ 5 độ C cho nên là cứ rơi xong tan giống như là mưa vậy đó. Cái ổ bánh mì này là mình mua ở siêu thị á. Bánh mì này họ bán cũng rất là nhiều, mua cho gọn. Làm cũng được nhưng mà lâu lắm. Với lại nhà ăn, mỗi lần ăn có một ổ mà làm mất công. Thôi mình, bây giờ mình hâm lại. Mình hâm 15 phút dưới nhiệt độ 180 độ là bánh mì giòn rụm luôn. Đây là phần rau và gia vị để ăn bánh mì chả cá. Rất là đơn giản. Ớt ngọt, cà rốt, dưa leo, hành, ngò, xà lách. Để mình cắt. Cắt rất là đơn giản. Có cái lò nướng bên cạnh này luôn. Thì khi nào mình để vô hết xong rồi mình hâm lại lần nữa là nó dần rụm luôn. Bánh mì chả cá bây giờ mình sẽ bắt đầu rồi, làm đây là nguyên liệu để làm bánh mì chả cá. Thực ra chả cá hấp có rồi cho nên là bánh mì chả cá. Rau mình sẽ cắt chuẩn bị sẵn phần rồi. Cà rốt với dưa leo là mình là ăn tươi luôn chứ mình không có ngâm giấm cho nên rất là nhanh. Mình cắt như thế này. Bánh mì thì đã. Bánh mì này là mình cắt đôi, bánh mì này rất là bự luôn. Đó. Mình sẽ cắt một phần. Bánh mì này là mình cắt đôi, bánh mì này rất là bự luôn. Chả cá. Cho rau lên, dưa leo, cà rốt, ớt. Này là ớt ngọt chứ không phải cay cho nên mọi người đừng sợ. Ok. Hành lá. Salad. Ngò. Dưa leo.
tiêu, muối. Mình thích ăn ớt này nha. Và tương ớt, lát ớt của Thái. Tương này rất là ngon. Nên là mình hay để tương ớt đây. Tương ớt. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Bánh mì xin mời chả cả nhà cá. Cùng thưởng thức bánh mì chả cá với gia đình biết cái nữa nha. Wow. Để chả cá vô trước. Cũng là cái nướng lại vậy đó. Nướng cái vành bánh đó cho nó giòn. Mình là bánh mì chả cá của mình xong rồi. Mình xin mời cả nhà thưởng thức nha. Đây. Ngon lắm cả nhà ơi. Chỗ này chả cá này thì có chả cá chiên và hấp luôn. Vâng, thì cách mình làm thì mình đã giới thiệu rồi. Mình cũng không ăn cà rốt với củ cải chua mà mình ăn tươi như vậy nó cũng ngon lắm. Xuống. Không cần phải làm nhiều công đoạn. Chỉ bỏ thời gian cái công đoạn làm chả cá thôi. Cái ổ bánh mì này là mình ăn tối đó cả nhà. Nó rất là bự luôn á, nhưng mà mình đã hoàn thành nó luôn rồi. Thực ra ở Quy Nhơn mà để ăn cái món chả cá này á, là người ta sẽ dùng tương ớt loại đã đậm á. Là mình sẽ dùng ớt cay á, xong rồi xào lên, rồi làm cho nước màu điều nữa, nó ra màu đã đậm rất là hấp dẫn luôn á. Nhưng mà Nguyên thấy cái tương ớt Thái này nó cũng thơm và cay, cho nên là Nguyên thấy cũng hợp, cho nên Nguyên làm như vậy cho nó nhanh luôn. Đây là chả cá chiên, cực ngon. Như vậy là video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới nha. Xin chào, tạm biệt.